Hello, hello mấy anh chị. Dạ, ở trong đây có một bé bị gãy tay nè mọi người. Rồi. Gãy cái tay luôn. Mà cái này nó đổ ra được bao nhiêu tăng một tăng cả. Tắt cái nồi không mấy thì mới nhất. Thôi bắt con mèo này ra giùm em đi, bắt mèo này ra giùm em đi. Gãy cái tay luôn rồi. Được không? Bắt cái gì mà gãy cái tay nhỏ luôn. Đau không con? Đau không? Đau dữ lắm hả? Con này thì chày mẹ nó cái mặt luôn rồi. Anh ơi, anh bắt cái con gãy tay này với con chày mặt này ra giùm em trước đi. Con nó đâu gì đâu. Thì nó chày mặt thì bắt nó thôi chứ cái gì đâu. Không, con nó hút lồng á. Hút lồng. Thì nó hút lồng thì chày mặt thì tôi bắt cái ông này vô duyên vậy trời. Bộ gãy tay mới bắt hả? Bắt này nè, với cái con gãy tay trước đi. Nhiều quá em làm không được, để mấy cái con nào mà tội nghiệp cứu trước đi. Nè, bắt cái con chạy mặt này nè. Nó bị lông á. Ừ, mà nó hiền khô à, tội ghê không. Nó nằm trong đây mà còn hưởng thụ hả mày. Con này nè, hung dữ lắm. Cắn từ sớm tới giờ. Con này mà nuôi thì nó không sao đâu, tự nó thôi à. Mèo tự thôi à. Nè. Không phải đi chú đi. Mèo nó tự thay. Đi vô đi con, vô bao đi, vô bao đi, vô áo, vô bao đi, không có bị làm thịt đâu. À, tội nghiệp không? Mà ngộ hay ông xách con nào lên là cái con đó nó bị nhỏ nghèo, mà nó không có chống cự gì á. Làm như tay ông này có sát khí hay sao á. Bắt con này bỏ chung luôn á. À, bắt cái con này nè. Con chung lớn vậy. Ờ, con bị thương tay á, để tôi đem hai đứa nó xuống dưới. À, thiền khô à. Trời ơi, cái tay chết bà, cái tay sưng vù vù rồi. Cái này nó bị nó tập. Cắn không? Cắn gì hai con thì khô à? Hiền khô à?